韩语。Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Trung Hoa. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên cùng quan tâm đến việc Trung tâm Thu nhận Động vật Yên Cháo Cao Hùng đã mới gần đây sửa chữa hoàn thành. Cục Bảo vệ Động vật đã chuyển những chú chó bị bỏ rơi trước đây vốn thu nhận qua nơi ở mới. Nhưng người làm từ thiện ở trung tâm này lại cho biết, nhân viên của trung tâm đã để 3 con chó vào cùng một cái lồng rất nhỏ, làm cho mấy chú chó dẫm đạp lên nhau. Thật vô cùng đáng thương. Người làm từ thiện bảo vệ động vật tức giận bởi vì trong cũi nhỏ xíu nhốt tận 3 con chó không hề nhỏ. Không ai dám nhận làm việc này, làm cho người từ thiện càng thêm tức giận. Nhân viên của trung tâm bị hỏi dồn mới nói nhỏ tiếng rằng lý do của nhân viên này đưa ra khiến người từ thiện không thể chấp nhận. Nhìn những chú chó bị nhốt trong một cái cũ nhỏ, dẫm đạp lên nhau, đã bị chủ cũ bỏ rơi, bây giờ lại bị đối đãi như thế này. Nhìn ánh mắt của chú chó thật tội nghiệp và đầy lo sợ. Những chú chó tội nghiệp chỉ biết thu mình lại vào trong cái cũi. Cục Bảo vệ Động vật Cao Hùng vì lý do muốn di chuyển từ Yên Chó đến Sông San, hầu như là vì muốn tiết kiệm nên mới xảy ra chuyện như thế này. Cục Bảo vệ Động vật nhận lỗi và chấp nhận sửa đổi, nhưng người tố cáo cho rằng đơn vị chủ quản còn dẫn đầu phạm lỗi thì thật sự không thể bỏ qua. Người này nói rằng ít nhất phải phạt từ 15 vạn đài tệ. Bản tin độc quyền, Chí Trinh Cao Hùng có duy nhất sân xe đạp leo núi 4X. Ý nghĩ ban đầu là muốn thúc đẩy trẻ nhỏ đạp xe ở công viên, nhưng không ngờ các nhà thi đấu xe máy lại đến đây. Cứ mỗi ngày cuối tuần là đến đây để dùng sân này luyện tập, làm cho nhiều trẻ không dám đến gần vì sợ nguy hiểm và nói rất buồn vì không có nơi để luyện tập cho các bé tập xe đạp nữa. Những tay đua xe thể hiện kỹ năng bay lên khoảng tầm 2 mét, phanh gấp ở trên sân cát, thậm chí còn có 2 xe cùng nhau thi đấu một lúc. Mảnh đất này màu xanh bị bánh xe đè qua nhiều lần, hiện cả lên đường đất. Ở đây không phải là sân thi đấu mà là sân xe đạp leo núi 4X. Có trẻ nhỏ trước đây vui vẻ luyện tập vui chơi, nhưng nay lại sợ không dám đến chơi bởi vì sân này không giống như trước đây nữa. Hiện nay đã bị người lớn chiếm lĩnh làm sân luyện tập. Điều này khiến các bậc phụ huynh vô cùng tức giận. Vốn đầu là công viên cho trẻ đạp xe leo núi, hiện nay lại bị người lớn chiếm lĩnh như thế này. Người dân xung quanh tiết lộ, đám người này cứ gần đến cuối tuần là lại đến để luyện tập, có lúc còn có trên 10 người. Có người dân đã từng nghĩ sẽ qua nói với họ nhưng lại sợ bạo phát, gây gổ nên lại thôi. Cục du lịch sau khi nhận được đơn tố cáo đã thông báo với nhóm người đua xe này và khu vực này là phạm luật, cảnh sát cũng đã từng đến phạt. Mặc dù bị phạt nhưng những người này vẫn không thay đổi, dẫn đến nhiều phiền phức cho người dân xung quanh. Hiện nay không thể để trẻ nhỏ chờ ở đó, sẽ bị xe va phải hoặc gây ra tai nạn. Bản tin tiếp theo cũng là bản tin độc quyền. Khu ký túc đối diện trường cấp 2 nữ Đài Đông chính là một khu kiến trúc nổi tiếng ở Đài Đông. Sau hơn 100 năm đi qua được bảo tồn lại từ thời Nhật Bản cai trị. Nhưng gần đây Ủy ban huyện bỏ ra 830 vạn đài tệ tìm công ty nhà đất để tiến hành sửa chữa. Nhưng thi công vô cùng qua loa, không chỉ đinh sắt lộ ra ngoài, thậm chí còn dùng kệ sắt để làm ô cửa sổ. Và chúng tôi có phát hiện khi nghiệm thu công trình lại vẫn có thể thông qua, thật không thể nào chấp nhận được. Kiến trúc Nhật Bản bằng gỗ được nằm ở đối diện trường Trung học Đài Đông đã có hơn 100 năm lịch sử. Trước đây từng là ký túc xá của giáo viên, nhưng gần đây chính phủ đã bỏ tiền sửa chữa. Điều đáng chú ý là công trình làm rất cầu thả, nếu như trước đây phải tăng cường cơ sở hạ tầng, nhưng lại trực tiếp cố định bằng đinh sắt và còn lộ ra ngoài. Trước đây cửa sổ dùng đá khắc thì giờ đây dùng lưới sắt để cố định, dán keo hồ lung tung và hơn nữa, tấm gỗ nhỏ này dùng để đỡ cả một tòa kiến trúc. Vật liệu chắp vá, cả tòa kiến trúc nhìn như một đống hỗn loạn. Cựu thị trưởng thành phố Đài Đông cũng phải lên tiếng về việc này.
你甲做小木屋的这种的公寓，摕来做历史的这种建筑物，哈，这样是有点那粗糙哈。Nhưng điều bức xúc hơn nữa là chính phủ huyện còn bỏ ra 830 vạn để sửa chữa khi nghiệm thu còn có thể thông qua. Chính phủ huyện còn nói vì tiền kinh phí quá ít nhưng sẽ tìm cách để sửa đổi. Người dân cho rằng kỹ thuật sửa đổi này vô cùng đáng sợ, làm ảnh hưởng đến mỹ quan và còn làm hủy hoại kiến trúc ban đầu vốn có. Tháng 3 liền 2 tuần trời mưa lại lạnh buốt, cộng thêm Tết Thanh Minh cần bái tổ tiên, giá rau tăng lên trời, giá cà chua nhỏ tăng nhiều nhất, 1kg tăng lên 120 đài tệ, nhiều hơn gấp 8 lần so với năm ngoái. Và còn cả hồng đen, cà chua, rau bắp cải đều rất đắt, các bà các mẹ đi chợ đều không vui chút nào. Cục Nông Lương cho biết sẽ đưa các rau quả đông lạnh bán với giá bình dân. Khi đi chợ mua rau, các bà các mẹ nghe thấy giá tiền nên mặt liền đổi sắc xanh như màu rau. 140块，以前没有那么贵呢。 Trước đây một mớ rau 10 đến 15 tệ thì hiện nay là 40 đài tệ. 1kg cà chua nhỏ tăng lên 120 đài tệ, đắt hơn 8 lần so với cùng thời kỳ năm ngoái. Cộng thêm hồng đen cà chua 1kg 66,2 tệ, tăng gấp 3,1 lần. Rau bắp cải 1kg 50,4 tăng 2,8 lần. Không có cách nào khác bởi vì năm nay thời tiết rất lạnh, tháng 3 lại liên tiếp mưa 2 tuần, làm cho các loại rau đều bị ngâm trong nước không thể sống sót được. Rau trồng không đủ, vì vậy giá rau tăng lên vô cùng cao. Gần đây, Cục Nông nghiệp đã đưa ra các loại rau đông lạnh và bán với giá bình dân để ổn định lại giá rau củ quả hiện nay. Tiếp ngay sau đây lại là kỳ nghỉ Tết Thanh Minh, nhu cầu rau quả tăng lên, giá thành có thể sẽ không giảm xuống được. Chỉ còn cách đợi qua Tết Thanh Minh, thời tiết ấm lên, dự tính là đến giữa tháng 4, giá rau củ quả mới có cơ hội ổn định. Người đưa thư thường xuyên phải khuân vác đồ nặng, thậm chí phục vụ người dân đưa đồ phải lên lên xuống xuống cầu thang, tạo nên phần tay và lưng đều bị tổn thương. Để giảm bớt sự vất vả cho người đưa thư, Bưu điện Trung Hoa tuyên bố quyết định từ ngày 2 tháng 5 sẽ điều chỉnh trọng lượng của hàng hóa từ 30kg giảm xuống còn 20kg. Độ to rộng cũng được thu hẹp. Hiện nay độ to rộng cộng lại không được vượt quá 150cm, nhưng nếu vật không thể phân cách thì Bưu điện sẽ xem xét. Người đưa thư bình quân mỗi ngày phải đưa 140 đồ hàng hóa, đặc biệt rất vất vả khi gặp phải gói hàng to. Trọng tâm bất ổn, nó dẫn đến tay chân bị bó lại. Còn hơn một chút nữa là vì quá to, không nhìn thấy phía trước, kết quả là từ lầu xuống. Ông Lâm làm người đưa thư đã được 26 năm. Bình thường đưa thư phải đeo đai dựng eo, sợ càng làm công việc này thì sẽ bị mắc bệnh vẹo xương sườn. Bưu điện Trung Hoa quyết định sẽ điều chỉnh trọng lượng và độ to của bao hàng gửi. Thùng hàng từ 30kg giảm xuống còn 20kg, size từ 2 rộng và 2 cao cộng với tổng chiều dài, dài không quá 3m, trở thành tổng của chiều dài và chiều rộng không quá 150cm. Người dân nghe được cũng cảm thấy người gửi thư vô cùng vất vả, nhưng nhiều người cho rằng tìm đến các công ty tư nhân. Phần hiện tại này có rất nhiều phương thức giải quyết, không nhất thiết phải chọn giao dịch. Giải quyết của các doanh nghiệp thực sự là hiện tại chúng ta 5 tháng 20 đang dự định bắt đầu một tiêu chuẩn mới. Bưu điện cũng nhắc nhở, nếu như đồ không thể phân biệt gửi mà không vượt quá 30kg thì bưu điện vẫn có thể xem xét để thu nhận giúp. Thông qua đây cũng hy vọng giúp cho người đưa thư có thể giữ gìn sức khỏe, không vì đưa hàng hóa nặng mà mắc bệnh vào thân mình. Bản tin đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi và xin hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.